Cho anh em con chống giật bên mình nhá. Đấy. Đây, anh em xem nó tiếp âm này. Âm hơi kém cho nên là nó nhảy chậm anh em nhá. Đấy. Lên đá hoa là nó không nhảy đâu nha, anh em phải tìm đúng nguồn âm nó mới nhảy nhá. Đấy, xuống cái chỗ mạch đất nó mới nhảy này. Anh em quan sát lại nhá, mình đứng lên cao tí này. Đấy. Điện sáng nhá. Đấy. Đấy, trí trên đá hoa là không nhảy nhá. Dòng dò chưa đủ này. Chưa đủ dòng dò nó không nhảy này. Đấy. Trí trong cái mạch này nhảy luôn anh em nhá. Đấy, chống giật đấy. 10 phát ăn cả 10 luôn anh em thấy không? Đấy. Chạm ra cái mạch này là tiếp âm là nhảy luôn. Anh em thấy không? Đấy. Đấy, rất nhạy luôn anh em nhá. Đây là con chức năng chống giật, chống giò dỉ. Con 50A hàng Mitsubishi. Đấy, test thử luôn này cho anh em mà chí lên đá hoa là âm nó kém là nó không nhảy đâu nhá, phải chí xuống cái mạch này, mạch nó đủ âm xuống nguồn đất này. Đấy, anh em thấy không? Đấy là chức năng chống giật.